Chim vẹt, đúng rồi, ếch, xanh.
Nhưng mà cũng chỉ cho mẹ hình cá mập đâu. Hình cá mập đâu ấy nhỉ? Đúng rồi, thế hình chim vẹt đâu? Bạn ếch xanh đâu? Thế cũng đưa cho mẹ xem hình cá mập nào. Hình chim vẹt đâu? Rồi. Bạn cá hình cá mập này màu xanh nước biển này. Hình chim vẹt màu đỏ. Màu đỏ đấy. Cảm ơn cốm nha. Hình này là hình X màu xanh lá cây. Cốm có muốn làm việc với hình này nữa không? Với tô màu nữa không? Đây, để đây cho nó khô. Ừ, không làm việc nữa thì cũng để vào trong khay nhé. Để vào khay chỗ này. Đây mẹ nhìn mẹ cất này. Đây là cách mẹ cất nha. Cũng nhìn này, cũng quan sát nào. Để sau này còn phải tự cất này. Rồi, cũng bê giúp mẹ vào khay để lên giá nhá. Đọc sách hả? Sách ai ở sau lưng bạn thế? Hai mẹ con mình cùng đọc nha. Cá sấu cá sấu cá sấu cá sấu đấy.
1 2 3 3 lại chim hồng hạc cũng đến rồi mẹ ạ. 1 2 3 lội lại này. 1 2 3
Cốm ơi, cốm có kết thúc giờ thực hành ở đây được chưa? Cốm làm việc gì cứ làm việc nhá, mẹ đi phơi quần áo tí.
Thank you.